Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 tiếp tục trở thành vai phụ trước Á hậu năm tại Philippines. Ông Nawab khiến phán thực sự thất vọng vì ưu ái các mỹ nhân châu Á, hoa hậu trở thành vai phụ khi đứng cạnh Á hậu năm người Philippines. Mới đây, ông Nawab, cùng top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, đã đáp cánh tại Philippines để tổ chức họp báo ra mắt cuộc thi Miss Grand Philippines 2023 với chủ sở hữu bản quyền mới. Tại sân bay, phóng viên và người hâm mộ đã đông đảo vây kín để chào đón các người đẹp. Bất ngờ rằng, một số khoảnh khắc đã vô tình ghi lại được Á hậu, năm người Philippines, Roberta Angela Tam Biển Đông lại được đứng ở trung tâm trong. Khi người đoạt được vị trí cao nhất tại cuộc thi lại là mỹ nhân Brazil, Isabella Menin. Không những qua những chi tiết nhỏ, phán còn soi được nhiều hành động dành ưu ái cho các mỹ nhân châu Á như Á hậu 1 Enfa Waraha, Thái, Á hậu 5 Vic Chuoti, Campuchia và Roberta Tam Biển Đông, Philippines. Cụ thể, các người đẹp này được giữ vị trí trung tâm khi livestream và nhận được sự kiện riêng lẻ, đặc biệt là Enfa và Vic Chuoti. Bên cạnh đó, sau khi Miss Grand Philippines 2023 được công bố ra mắt, vị chủ tịch đã có những lời hoa mỹ dành cho người dân của quốc gia này. Tôi không biết vì sao trong quá khứ chúng ta lại có những điều không hay xảy ra. Điều quan trọng nhất tôi muốn nhắc đến Philippines là một trong những đất nước dành cho cuộc thi nhan sắc của thế giới, đào tạo hoa hậu và giành chiến thắng nhiều cuộc thi trên thế giới. Vì vậy phán Philippines là một trong những điều quan trọng nhất. Có thể nhìn thấy rõ, ông Nawab đang rất muốn phát triển cuộc thi Miss Grand tại Philippines và lấy lòng cộng đồng sắc đẹp của Philippines sau khi bị Việt Nam quay lưng. Mời quý độc giả xem thêm clip.